Thưa quý vị, đến với buổi ra mắt này, chúng tôi xin được chào đón một bà cô đặc biệt đang cùng đến để quảng bá cho một sản phẩm gì đó, như là một túi thơm, biết không? Là quảng bá tình yêu gia đình ạ. Thiệt để mà chị ướm vô. Nhưng mà cái thằng tròn này nó hơi méo ha. Chị Harry cũng chuẩn bị một bộ đồ rất là sang trọng, rất là đẹp. Để phù hợp với lại cái vỏ của chị. Chị ngồi còn phù hợp với cái bộ đồ này. Thế mà chị Harry là em lúc nào mà sẵn ra em này ngọt. Mì xuyên vậy cho ba qua đàng hoàng quá. Tại sao mà nghệ sĩ mà ngồi kì cục vậy? Ôi gì chị? Ngồi vậy qua là sang hả? Hợp với bộ đồ. Trời ơi, buông cho nó còn để cho nó thêm hả gì đó. Cho nó bán đi. Cho nó bán là được. Sao không? Không. Nói đi. Không. Nói đi, nói đi. Không. Ê, mày có cần. Nói đi chăm. Mày bạn hỏi mấy đứa không dám nói không mà. Em bị cầm. Đến cái buổi ra mắt này, chúng tôi xin được chào đón một bà cô đặc biệt đang cùng đến để quảng bá cho một sản phẩm gì đó, như là một túi thơm, biết không? Là quảng bá tình yêu gia đình ạ. Ôi chiếu giò quá hả? Dạ, là... Sao vậy? Bà xã Hoa Xin. Alo, à chồng ơi, tôi mỏi. Tại sao? Bây giờ mình phải đi về thôi. Hôm nay Harry mang túi Chanel dễ thương